Hello, xin chào anh em nhé. Ngày hôm nay tụi mình sẽ thử trải nghiệm đi bán kẹo kéo. Thật sự là mình đi nhậu mình gặp rất là nhiều những thanh niên bán kẹo kéo. Mình thấy mình muốn cảm nhận được cái sự khó khăn của những anh chàng bán kẹo hát karaoke. Hát gì mày? Hát karaoke. Hát đường phố. Thế nên là ngày hôm nay mình với lại Team Black sẽ thử nghiệm, bắt đầu trải nghiệm. Đồ đạc chuẩn bị sẵn nào. Ok, giờ chờ tối là đi thôi. Giúp. Không đi xuống quán mẹ nữa đi. Quán mẹ có đâu mà. Để thôi vô quán ai. Trời. Kéo ra đây không? Dặn kéo. Kéo này sao luôn. Khá đây đồ quá đỡ. Mắt lo là mắt lo gì nữa. Chờ em dưới góc phố hàng đêm. Anh hát khúc ca trao tặng em. Nói với em rằng tình yêu anh đây dành cho em. Dẫu biết ước mơ anh với em quá xa vời. Đời anh là du ca, anh không chọn lựa được người ơi. Dẫu biết anh yêu em nhưng chẳng về với tới. Rồi
về ơi, anh biết anh là ai, chỉ là một người yêu em, nhưng em cần người chẳng lo cho em, mà anh không thể làm được điều ấy. Anh đành chấp dấu tất cả yêu thương về em vào nỗi đau, và không nhắc tên em mỗi khi giấc mơ về. Nhưng điều đó thật khó, nên anh phải đứng từ xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mua giúp em 2 triệu. Quá em. Nó tới đâu rồi camera? Dạ cái camera hành trình đó. Đi làm. Đấy là nó đi làm mà chứ lần nữa. Ê lít hát bài rồi mua. Chịu không? Thì mua hát mấy bài? Một bài không? Một bài mà giờ không. Đi thông. Mua giúp giùm máy cây luôn nhá. Chưa tạo ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh vì được dưỡng đau. Cuộc đời này chẳng có ai nào mà giống tao. Đây là tình cứu hôn chẳng biết phải đúng sai. Chắc chỉ có hôm nay ta còn ngồi gọi nhau. Hôm nay là thứ mấy chắc chẳng là thứ hai. Hôm nay là thứ mấy chắc chẳng là thứ hai. Hôm nay là thứ mấy chắc chẳng là thứ hai. Để hôm nay ơi quan tâm là chỉ tìm phí hồi kia mà hút đi. Sao là mình cùng lại đây về ba. Về cho ta hợp tối nay. Sao quá? Để em bán rồi cái gì rồi? Sao quá? Sao người ta không mua mà tặng cho em chứ? Chị mày, em muốn cây tặng cây với ai không có tặng. Em muốn đi Việt Tân. Không, mới nhậu em mà rồi. Đang lấy á? Nếu lưu. Có ai kia đâu? Trời, bao kêu vô đây được mua dầm cây kiểu kéo. Mày cười gì? Mày thấy là bán kẹo kéo mày cười á? Bán Mày không biết. Đã mày không biết. 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 Mày không biết